Rồi mời con lên đây, đứng lên trên này con, đứng lên. Rồi, ai là người biết nói tiếng Việt? Ai nói tiếng Việt được? Nói tiếng Việt được không? Người nào cũng nói được hết. Người nào cũng nói được hết, rồi. Không cần phải thông dịch. Rồi, chúng con là người dân tộc gì? Dân tộc Dao. Dân tộc Dao, ở đâu? Ở Đắk Minh, Đắk Nông. Đắk Minh, Đắk Nông, chúng con đạo gì? Con Hòa Đạo. Một con thờ ai? Thờ cha mẹ. Thờ cha mẹ, ở đây có ai là người có đạo không? Không. Tất cả đây là người không có đạo hết. Thưa anh chị em, chúng ta cho một trận các bạn thật lớn để chúng ta chào như chị em dân tộc, người người Dao. Chúng con có biết nói tiếng Dao không? Có. Tiếng Dao mà gọi là xin chào nói làm sao? Chào. Chào là chào. Rồi cảm ơn nói làm sao? Mua tỏi. Mua tỏi, mua tỏi là cảm ơn. Chào là chào, còn mua tỏi là cảm ơn. Rồi nhớ được hai chữ rồi. Rồi có ai biết đọc kinh không? Ai biết đọc kinh không? Có ai biết đọc kinh không? Có ai biết đọc kinh không? Hả? Không ai biết đọc kinh. Hả? Làm sao? Xưa mẹ không chúng ta học được ở trường sớm xa, mình không không được học ai giờ này mình không biết học đâu. Không biết học kinh, biết đọc sách không? Không. Rồi hôm nay làm sao mà hôm nay mà chúng con biết đến giáo điểm Tin Mừng, hôm nay chúng con đến đây? Con đi ba lần rồi. Đi ba lần rồi. Dạ, con. Bị gai cuộc sống à? Bao giờ khỏi rồi ạ? Khỏi rồi, dắt mấy anh em bé nè. Hôm nay đi xe được 30 mấy người ạ. Đây con tên là gì? Đặng Thị Quy. Bao nhiêu tuổi? Năm nay được 54 tuổi rồi. Có chồng con gì chưa? Cháu ngoại cháu nội hết rồi ạ. Hỏi là có chồng con chưa, bỏ con nội cho nội cho ngoại rồi. Và bà đã đến đây và được ơn của Chúa là bị gai cuộc sống, và bà được Chúa chữa lành, và bà về bà rất rủ những người không có đạo thuộc dân tộc Dao đến với lòng Chúa thương xót. Và thưa anh chị em, đây là những người con của lòng Chúa thương xót đã đến đây với chúng ta. Chúa nói là yêu mấy Chúa hết lòng hết sức và yêu anh em như chính bản thân mình. Cho nên chúng ta đón tiếp những người anh chị em dân tộc này, chúng ta đón tiếp những người ngoại đạo này như là con cái của lòng thương xót Chúa. Vì trong lòng thương xót Chúa không có phân biệt ngoại đạo hay là có đạo. Lòng thương xót Chúa không phân biệt là kinh hay là dân tộc, giàu hay nghèo, trí thức hay bình dân, sang hay hèn, béo hay gầy, cao hay thấp, trong lòng thương xót Chúa tất cả đều được yêu thương. Và Chúa mời gọi mình hãy yêu Chúa. Mấy chị em cho cao lên yêu Chúa hết, to lên yêu Chúa hết, 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 và yêu thương anh em như chính mình. Đây cho gửi tặng cho anh, cho chúng con. Ai chưa có máy, ai chưa có máy 365 bài giảng, ai chưa có, ai chưa có máy, ai chưa có, ai cũng chưa có à? Rồi xin gửi tặng cho mỗi người cái máy. Con tên gì? Con tên Trần Xuân Nhật. Con bao nhiêu tuổi? 10 tuổi. Con học lớp mấy? Lớp 4 đi. Lớp 4, con là người kinh hay người dân tộc? Dân tộc. Dân tộc gì? Dao. Dân tộc Dao, con có đạo không? Không. Có đạo không? Không. Con biết làm dấu không? Không. Con có đi tu không? Không. Con có yêu mến Chúa không? Có. Hallelujah. Chỉ cần vậy thôi, mọi cái ta có thể nói không. Không tiền, không bạc, không gì cả, nhưng mà có lòng yêu mến Chúa. Đây, gửi tặng cho con cái máy nha. Hả? Cháu. Cháu cho ngoại, cháu nội. Cháu ngoại. Cháu ngoại, đầy rồi trong chưa? Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. 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 Chúng con sẽ yêu mến Chúa hết. 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 Và yêu thương người khác. Hallelujah.